Hello, xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Nếu như các bạn là một người chơi trong thị trường tiền điện tử, thị trường crypto, thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến sàn giao dịch Binance. Bởi vì Binance là một sàn giao dịch tính tới thời điểm hiện tại là đang có khối lượng giao dịch, cũng như tạo được sự uy tín rất là cao. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một tài khoản miễn phí ở trên sàn giao dịch Binance. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào đường link ở phần mô tả bên dưới. Nếu mà các bạn đăng ký qua đường link của mình thì sẽ được ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Sau khi truy cập vào đường link thì các bạn thực hiện đăng ký bằng email. Các bạn điền email mà mình muốn đăng ký Binance vào đây. Sau khi điền xong email thì các bạn điền mật khẩu. Để nâng cao tính bảo mật thì Binance yêu cầu mật khẩu của bạn phải có độ dài tối thiểu là 8 ký tự, và bao gồm một ký tự viết hoa và bao gồm một ký tự số. Ví dụ mình đặt mật khẩu là ABCDEFA+2 thì mật khẩu của mình có độ dài là 8 ký tự, có chứa một ký tự viết hoa là chữ A và một ký tự số là số 2. Thì mình cũng khuyến khích các bạn là khi chọn mật khẩu thì mình nên thêm một vài ký tự đặc biệt, ví dụ như sao, thăng, còng gì đó. Sau khi điền xong mật khẩu thì các bạn nhấn vào tạo tài khoản. Binance sẽ dẫn mình đến một trang là xác minh bảo mật để xác định là bạn là một người đăng ký chứ không phải là một con robot. Thì mình sẽ thực hiện vuốt cái mũi tên qua bên phải sao cho cái hình mảnh ghép ở phía trên nó khớp với cái phần còn thiếu và thả tay ra. Sau khi đã xác minh thành công thì Binance sẽ gửi cho bạn một cái email có chứa mã xác minh bao gồm 6 chữ số đến cái email mà mình lúc nãy đã đăng ký tài khoản. Thì các bạn truy cập vào hộp thư đến trong phần email, tìm đến email mà Binance đã gửi cho các bạn, nhấn vào mở email. Các bạn sẽ thấy được 6 cái mã số mà Binance gửi đến để xác minh. Thì các bạn ghi nhớ 6 mã số này và quay trở lại bên phần đăng ký Binance lúc nãy và điền 6 số này vào, nhấn xong. Sau khi bạn điền thành công 6 mã xác minh gửi qua email thì Binance sẽ thông báo cho bạn là chúc mừng đến với Binance, có nghĩa là bạn đã đăng ký xong tài khoản. Sau khi bạn đăng ký xong, điều đầu tiên là bạn nên làm đó là bật xác minh 2 lớp để nâng cao cái tính bảo mật của tài khoản. Để xác minh 2 lớp thì có 2 cách. Thứ nhất là xác minh qua điện thoại và thứ hai là xác minh bằng Google. Xác minh qua điện thoại thì các bạn chỉ cần nhấn vào và điền số điện thoại của các bạn vào, sau đó Binance sẽ gửi cho bạn một cái mã số về số điện thoại thì bạn chỉ cần nhập vào và kích hoạt thôi. Rất là đơn giản, cái phần này các bạn sẽ tự làm ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về xác minh Google. Nếu như các bạn chưa biết thì mình sẽ nói sơ xác minh Google này. Binance sẽ cung cấp cho mình một dãy ký tự, thì đây là cái dãy ký tự bảo mật của mình. Mình dùng cái dãy ký tự đó sẽ nhập vào một phần mềm của Google có tên là Google Authenticator. Sau khi nhập vào thì cái phần mềm đó sẽ nổi cho bạn một cái mã số gồm 6 chữ số, và 6 số này cứ 30 giây nó sẽ thay đổi một lần, cũng giống như là cái mã OTP mà bạn gửi ngân hàng. Mỗi lần mà bạn chuyển tiền thì ngân hàng sẽ gửi về cho bạn một cái mã OTP và nó chỉ có hiệu lực trong vòng 30 giây hay 1 phút gì đó thôi. Thì cái Google Authenticator này nó cũng y như vậy. Các bạn sẽ nhấn vào xác minh Google như trong hình ha. Sau đó bạn phải lên Google Store nếu mà bạn xài iPhone, hoặc là lên CS Play nếu mà xài Android để tải cái phần mềm Authenticator. Như mình là mình đang xài iPhone cho nên mình sẽ vào App Store để tải ha. Mình sẽ nhấn tiếp theo. Đây, đây là cái mã bảo mật mà lúc nãy mình có nói. Thì ở đây Binance sẽ hiện cho bạn một cái mã code. Thì quét cái mã code này nó cũng ra cái mã bảo mật thôi. Khuyên các bạn là nên lưu cái mã bảo mật này ở một vị trí nào đó, mà lỡ như sau này bạn có mất điện thoại hay là bạn bị hỏng cái phần mềm Google Authenticator thì mình có cái mã để mình nhập lại. Đây, các bạn sẽ copy cái mã này ha. Sau đó các bạn sẽ truy cập vào CS Play hoặc App Store để tải phần mềm Google Authenticator.
Đây, các bạn sẽ nhập Google Authenticator vào đây. Và cái phần mềm nó có cái hình dạng như thế này. Thì ở đây mình cài rồi, thì bây giờ mình chỉ việc nhấn vào mở thôi ha. Sau khi mở Google Authenticator thì mình sẽ nhấn vào nhập khóa thiết lập. Ở phần tài khoản á, thì mình sẽ nhập vào là Binance. Bởi vì nếu như bạn xài nhiều tài khoản ở nhiều sàn khác nhau á, thì mình sẽ nhập những cái tên làm sao cho mà các bạn có thể dễ nhận biết nhất. Sau đó mình sẽ dán cái dãy ký tự mà đã copy ở trên Binance, dán vào đây, rồi nhấn vào thêm. Sau khi nhấn thêm á, thì Google Authenticator nó sẽ nổi lên 6 cái mã này. Cái mã này nó sẽ thay đổi cứ 30 giây một lần. Mình quay trở lại bên cái trang đăng ký Binance. Mình nhấn vào tiếp theo. Sau khi nhấn tiếp theo thì Binance sẽ chuyển đến bước 4. Các bạn sẽ nhấn vào gửi mã ở phần mã xác minh email. Sau khi nhấn gửi mã, bạn truy cập lại vào cái email và lấy một mã số gồm 6 chữ số mà Binance sẽ gửi cho bạn. Và bạn dán vào đây. Mình sẽ quay lại cái phần Google Authenticator. Mình sẽ copy 6 cái mã số. Khi copy á, là các bạn để ý là cứ 30 giây nó thay đổi một lần, cho nên là mình cứ đợi cho cái vòng xoay này này nó đang đầy nhá, rồi mình copy, để lỡ tình trạng mà mình làm quá chậm á, thì quá mất 30 giây nó đổi mất mã. Sau khi copy thì mình sẽ quay lại bên trang đăng ký Binance. Mình nhập cái 6 cái mã đó vào. Sau khi nhập xong thì mình nhấn vào gửi. Rồi. Như vậy là các bạn đã bật xác minh hai lớp bằng Authenticator thành công. Công việc tiếp theo là các bạn sẽ tải cái app Binance về điện thoại để cho mình có thể thuận tiện giao dịch cũng như là theo dõi tình hình giá cả thị trường. Các bạn truy cập vào Apple Store hoặc là CH Play, gõ vào phần tìm kiếm là Binance. Rồi sau đó tìm đến phần Binance có giao diện như bên dưới. Các bạn nhấn vào tải về. Đây mình tải về rồi, mình sẽ nhấn vào mở thôi. Sau khi nhấn vào mở thì Binance sẽ hiện lên màn hình đăng ký. Nhưng mà nãy mình đã đăng ký rồi, cho nên mình sẽ nhấn vào mục đăng nhập ở bên góc bên phải. Sau khi nhấn vào đăng nhập thì mình sẽ đăng nhập bình thường bằng email và mật khẩu lúc nãy mình đã đăng ký. Đây là giao diện khi mà bạn đăng nhập thành công. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện xác minh danh tính. Các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình đầu người ở góc bên trái. Sau đó nhấn vào xác thực. Sau đó các bạn chọn vào xác thực. Thông tin cá nhân. Thì sau khi nhấn vào xác thực thì các bạn chỉ cần điền những cái thông tin của các bạn theo yêu cầu của Binance. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Thì sau khi điền xong á, thì các bạn nhấn xác thực thì nó sẽ đến hoàn tất xác minh cơ bản. Còn xác minh nâng cao á, các bạn có thể nhấn vào và chụp hình chứng minh nhân dân và làm theo yêu cầu của Binance thôi ha. Phần này nó rất là đơn giản cho nên là mình sẽ không hướng dẫn các bạn nữa ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký thành công tài khoản ở trên Binance.